vậy ta? Chọi đất nghe với tầng là luôn. Cứng nè. Cứng mà ngon. Công đức phóng sanh đến là đã thành tựu. Chúng tôi đặt cho quý vị pháp danh là giải thoát.
giải thoát mọi sự phiền não ràng buộc của cuộc đời, giải thoát khỏi thân súc sanh này. Nhớ được nhân duyên lành ngày hôm nay quý vị, không ở đâu trong hoàn cảnh nào cũng nhớ được nhân duyên lành này. Quý vị thường là thân các vị làm những việc có ích lợi cho mình, cho người, cho đời, miệng các vị nói cũng chất chứa những suy nghĩ thân thiện để cuộc đời quý vị có ý nghĩa nhiều hơn. Bao nhiêu công đức phóng sanh họ có được hồi hướng cầu nguyện Phật pháp ở đời lâu dài, đem lại lợi lạc cho chúng hữu tình, mưa hòa gió thuận, cầu nguyện cầu an toàn thể nam nữ Phật tử nhóm từ thiện Phước Huệ cùng chư nam nữ Phật tử Đỗ Cam 82 tuổi, Lê Hải Phượng, Đặng Ma Trường Đời, Tô Thị Hồng, Nguyễn Thị Trúc Linh, Lưu Văn Doan, Trần Thị Vang, Lưu Thị Mỹ Huệ, Trương Thoại Sâm, Võ Thị Phú cùng toàn thể nam nữ Phật tử, cùng gia đình thân tổ nam nữ Phật tử, cùng chư vị Hương Linh, Trần Duyên, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thanh An Giang, Quỳnh Thị Tư, Lê Thị Hường, Lê Thị Đen, Trần Thị Kim Anh, Lê Thị Úc Lâm, Đặng Hiền Võ. Đi đây, đi lên để ma, giờ để chân lan gần để ta bà, đi bà đi bà đấy cầu.